Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh năm chị em xa xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ tới sân bay luôn rồi cô chú anh chị, thì sẽ quay cho cô chú anh chị xem nhau. Đây thêm đâu nữa. Đây này. Hồi nãy chú Mãi chỉ con biết chưa, mai mốt lái xe mà biết đường nha. Anh Mãi sẽ vô gửi xe nha cô chú anh chị đúng không? Anh ơi, những cái tiền bạc này đến Được tay rồi. con. Anh là sao anh? Anh đây đó, sân bay á cô chú chị, bắt đầu xuống thì đem đồ xuống. Rồi đó lấy xe lại. Xe Thì em sẽ vô lấy nha. Con cầm máy quay giùm dì Năm nha. Tiên ông nội với dì Năm làm gì con làm để bố theo lấy xe nha. đẩy ra, để bố tìm xe đẩy ra, để bố tìm xe đẩy ra. Đào cái xe xe Bố xây xe á. Dở đầu đầu Rồi. Cái này nước của bố nè. cái bọt cả Mướn 12 hai gói. bọt cả cái Bỏ bọt đây luôn. Một chai nước. Để Một những chai cái này thôi. ở đây. Một mấy cái này để đây đi, tí con dọn. Cầm cái Xuống chỗ tới chỗ rồi xuống. tôi đứng hàng ra các bạn tranh rồi xe Cầm cầm. rồi áo đứng vô trong mặc áo rồi sao vô trong này nè, rồi công an mất giờ nè. Con cầm cái gì nè. Rồi anh đi. Anh đi. Rồi rồi. Anh Mãi anh lái xe đi gửi cô chú anh chị. Đi xe nào. Rồi anh Mãi anh đi gửi xe rồi cô chú anh chị. Xe này. Thì cho cô chú anh chị coi không gian mà đang chờ xe đẩy á, đang sắp sửa vô làm giấy tờ cho bố. Hàng của bố nè cô chú anh chị. Bố Thị nói bố Thị say xe cô chú anh chị ơi. Gửi xe chưa? Được gửi xe chưa? Đủ rồi. Được gửi xe chưa? Anh Mãn đang đi gửi rồi bố. Con bố tiên à. Cái này là thùng thùng sầu riêng á cô chú anh chị. Cô đeo này, cô đeo này. Thôi, để anh đây đeo chứ. Chừng nào mà. Thôi. Từ từ anh Mãi nói đứng đây chờ. Chờ anh Mãi. Giờ chờ anh Mãi cô chú anh chị. Mãi tới rồi đi vô làm thủ tục cho bố luôn. Đó. Đây là sân bay nha cô chú anh chị nha. Ồ đẹp ha cô chú anh chị. Đó thiền thiền thấy không? Mấy cô chú anh chị đó ở trên máy bay á. Đó nè. Coi đi hàng hàng luôn á. Làm tiếp viên ở trên máy bay á. Đẹp ha, có người Mỹ nữa kìa. Con cầm cái cây đàng hoàng đi.
về đó quay giữ gìn sức khỏe nha. Bố kêu mẹ cho con gửi lời thăm mẹ. Bố mẹ làm ít thôi, tụi con ở trong này mới tự lo tu chí làm ăn được. Rồi con yên tâm. Từng nào rảnh thì vô chơi với vợ chồng mà. Con khả năng nếu mà có được đi được đến nghỉ hè, hè của bà. Nghỉ hè vào cho mấy đứa cháu nó vào nó chơi luôn. Rồi. Bố uống nước thì chứ bố không ăn là nó say xe. Ăn no nó mới không say xe, đói nó say xe. Chờ anh mãi, nãy giờ anh mãi đi gửi xe lâu quá cô chú anh chị. Xa. Nhưng mà thời gian nó cũng còn nhiều lắm cô chú anh chị ơi, thoải mái. Bố cứ ăn uống thoải mái. Về bố với mẹ rồi dưỡng già sức đi, dưỡng già đi chứ không có làm gì nữa, nghỉ nghỉ làm ruộng nha bố nha. Muốn làm ruộng nữa. Phụ cái nào cho mấy đứa em thì phụ, còn mà cái nào mà ấy quá là tự tụi nó làm. Rồi. Như đưa nước. Em chủ yếu bán cái hàng nhưng mà. Như đưa rước cho mấy đứa cháu rồi đưa. Rồi. Còn mà làm cái gì kêu để cho bố nghỉ ngơi. Cô chú anh chị thấy người Mỹ, người nước ngoài quá trời luôn. Người ta đi du lịch đồ hay là đi về nước đồ cô chú anh chị, qua ly bự bự không? Nó là phải ký gửi á. Du lịch. Đi ra ngoài Bắc là chắc lạnh hả bố? Không. Giờ đó 7-8 giờ lạnh đó. Không. 27 độ. Nè. Thôi. Bây giờ 27 độ. Gửi xe lâu lắm. Gửi xe lâu lắm. Con có đi theo ông không? Đây. Bắc. Đi về Bắc với ông nha. Bên đi đi lên máy bay với ông nha. Bên nội nhà mày ơi. Bên nội nhà con á, đi về nhà ông nội nha. Trời. Này đi ở với ông, đi về Bắc ông nội ông dắt đi nha. Năm nay không? Không. Nha, rồi Tết gì năm giây rước. Được không? Con lên máy bay nha. Chị lên máy bay về Bắc. Đi không? Ở chung với Năm. Ý là vì Năm đi giờ ổng đi luôn. Mấy người này Ấn Độ nè. Hồi nãy con có thấy một tốp mà tiếp viên đi không? Đẹp không?
đi xe là xa cả. Xa lắm, mấy bữa gửi xe gửi qua, gửi xe máy hả, gửi qua gửi lại gửi tới gửi lui lộn khổng tùm lum. Anh mà anh đi đâu mà lâu quá, gửi xe ở dưới sân bay cực lắm cô chú anh chị, mình không có đi quen á, mình tìm chỗ nó cực lắm. Không, thị sĩ quay một vòng cho cô chú anh chị xem coi sân bay nha. Giờ thì đang ở ngoài chưa có vô, ở ngoài này đang chờ anh Mãi, thì đang đứng ở làng A. Có hai đứa cháu thì nó đi theo đưa chân ông. Bố đang ăn bánh mì, bố ngồi trên xe, bố say xe không ăn, giờ xuống đây bố mới ăn. Hồi nãy chị Thủy ngồi trên xe Thủy ăn, Thủy quay cái cầu ở trên cho cô chú anh chị. Anh Mãi anh ra rồi cô chú anh chị, giờ bắt đầu bố với anh Mãi đẩy vào để làm thủ tục đi theo ông đi. Rồi vô phòng rồi cô chú anh chị ơi. Vậy hả? Đúng rồi. Bữa nay Thị dắt hai đứa cháu của Thị đi lên sân lên Tân Sơn Nhất đó, cho cháu Thị nó trải nghiệm. Nó cũng giỏi cô chú anh chị, nó biết người châu Phi, người Ấn Độ, người Mỹ, người nước ngoài. Giờ bố Thủy đang làm thủ tục để vô sân bay nha cô chú anh chị. Rồi có nhiều cô chú anh chị đang chờ làm thủ tục đó cô chú anh chị. Cầm đàng hoàng. Giờ mình vô mình đang chờ nha cô chú anh chị. Con đang chờ ở đây ha. Bên này, bên nào?
Dạ, thưa tôi. Bố có giấy tờ cho nó. Dạ. Sao anh đi trễ chứ à? Sao anh ra lâu chứ à? Vậy tí nữa đi theo luôn đi anh ơi, đi theo luôn chơi trải nghiệm cho biết nha, đi theo trải nghiệm cho biết. À, gửi cho mất tiền luôn đây. Dạ đây luôn. Tí nữa bố có cái gửi này không? Bố mới ăn rồi, bố tranh thủ quá, bố uống miếng nước luôn ơi. Mà nó vất cả đấy à? Cái nó vất cả vào cái bữa. Rồi biết rồi, biết rồi. Hết à? Lần đầu tiên Pháp đi sân đi xuống thăng sông nhất đó cô chú anh chị, thấy lạ, thấy thích thú, nghịch ngợm lắm nè. Có đi về Bắc không? Chị hỏi có đi về Bắc không, nói có, mà vì năm phải đi theo. Cái anh đó người Việt Nam nói chuyện người nước ngoài. Từ đúng rồi, còn phải biết nói tiếng Anh. Cần gì giỏi phải biết nói tiếng Anh. Người ta hỏi gì mình dịch ra. Bữa nay làm gì cũng phải cần biết nói tiếng Anh. Bố nhìn mãi cao ngang nhau, anh mãi anh đang xếp hàng để làm thủ tục cho bố của chú. Dạ. Thank you.
Này cô chú thấy pháp không? Năng động lắm. Còn không có chạy ra đó nữa mà hả? Hôm qua đã là rẻ hơn trăm người ta đổi ca đúng không? Hát được gì? Đổi cái chưa? Rồi quấn xong rồi. Đó. Có. Điện thoại nè. Rồi qua tới anh Mãi luôn cô chú. Bị gì anh mà? Phá, còn con đứng yên không? Con làm gì mà con làm đứng yên? Checking the package, what's going to happen? Why not? You're going to check the sand and then you're going to make it okay.
It is what it is. Làm thủ tục xong rồi cô chú anh chị, giờ chờ cái thùng chạy ra. Đó chạy rồi rồi. Đó nó chạy rồi rồi nè. Ok. Vâng. Ơi còn giấy gì đây nữa? Còn giấy của người ta nói. Đây. Rồi giờ bắt đầu cho bố vô phòng chờ. Bây giờ 15 nó bay phải à? Không tay, không tay. Giơ tay luôn. Đây nè con. Có mấy người tiếp viên hàng không á, thấy đẹp không? Rồi bố thỉ vào phòng chờ cô chú. Thôi bố đi về giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ. Về đó điện cho vợ chồng con. Đây là lên đây hả? Này tổ bay viết hả? Lên trên này nó có được rồi. Lên chơi.
Dạ con về luôn bố về nha. Bố Thủy về cô chú anh chị. Có cái hai có cái hai anh chị đi cùng chuyến bay với bố. Anh Mãi anh nhờ hai anh chị xách đồ giùm bố rồi đi ra sân bay thì chỉ lối cho bố đi. Rồi bố đi xa. Kệ nó ngó mày ra. Ai? Ai? Đó, anh Mỹ đó, đó, anh Mỹ đó vẫn còn ngó kìa. Anh mà đồ gì vậy? Đi, về đi. Bố đi rồi cô chú anh chị. Nhờ không có sợ đi. Coi thử bố có nó có cho bố giờ quất lại cái gì không? Coi thử có quất lại cái gì không? Anh coi thử bố quất lại cái gì không? Bố làm gì lâu chứ? Họ dắt lên đó luôn. Ờ, cỡ áo ra, dép cổ rồi ấy. Mai mốt gì năm cho con đi một lần vô con biết. Hả? Mai mốt gì năm cho con đi. Có. Con đi ngang qua này nó sờ từ trên xuống dưới thôi. Có máy nó làm. Ủa. Đúng không? Ông có nó có bỏ ông cái gì? Bố ra qua được chưa anh? Cái gì đây? Nhưng mà bà Khôi giỏi nha, có chú Tư rồi. Rồi bố đi rồi. Bố đi tìm chỗ ngồi rồi đó. Thử
Thôi về. Giờ bố đi rồi cô chú anh chị, giờ Thủy anh Mãi với hai đứa cháu Thủy xuống thang máy đi về lại. Bố về buồn quá cô chú anh chị ha. Ở với Thủy 19 ngày. Cho hai đứa nhỏ đi vệ sinh thôi về chứ. Rồi đi vệ sinh rồi, bây giờ đi về. Bố Thủy cũng về rồi. Giờ Thủy anh Mãi rồi ra đi về nha cô chú chị nha. Video cũng dài rồi, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video thì xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Và Thủy chào tạm biệt bà cô chú, hẹn gặp lại bà cô chú clip sau. Bye bye. Theo dõi clip tiếp tục của Thủy là hành trình trải nghiệm đi lấy xe giờ ô tô như thế nào nha cô chú anh chị nha, ở trên tầng 3 là. Bye bye.